Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai, mùng 1 tháng 10 1991, mùng 1 tháng 10 2021 đã thống nhất lựa chọn phương án tổ chức chuỗi các hoạt động lễ kỷ niệm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo 30 năm tái lập tỉnh thống nhất phương án tổ chức buổi lễ kỷ niệm trong ngày 30 tháng 9 năm 2021, quy mô tổ chức trong hội trường, đảm bảo giãn cách về chỗ ngồi. Lễ kỷ niệm sẽ được tường thuật trực tiếp tới các địa phương trong tỉnh để người dân thuận tiện theo dõi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Lào Cai sau 30 năm phát triển. Cùng với các ngành, trong dịp này các địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, gắn với quảng bá giới thiệu về văn hóa, du lịch Lào Cai. Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống cùng những dấu mốc tự hào của tỉnh, đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã cống hiến, đóng góp vào sự phát triển đi lên của Lào Cai. Ngày 17 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Hà khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10. Kết quả với số phiếu tán thành đạt 33 trên 33, bằng 100% số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Hà khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào Xeo Cấu tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10. Kỳ họp thứ nhất cũng đã tiến hành bầu trưởng ban, phó trưởng các ban Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10 với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành. Đối với các nhân sự chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đinh Văn Đăng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 10. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ các đại biểu tán thành 100%. Đồng chí Chu Thị Dương và đồng chí Hoàng Văn Khoa tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng thông qua nghị quyết thành lập tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và chỉ định tổ trưởng, tổ phó của 5 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, sáng 17 tháng 6, Ban chỉ đạo thi huyện Bát Sát đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, huyện Bát Sát có tổng số 670 thí sinh đăng ký dự thi với 18 phòng thi tại hai điểm thi là trường Trung học phổ thông số 1 Bát Sát và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tại các điểm thi cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đủ cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi. Tại các điểm thi đều có phòng cách ly, phòng dự phòng để đảm bảo giãn cách hoặc tổ chức cho các em học sinh thuộc đối tượng F1, F2, F3 tham gia thi đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cũng được tăng cường. Cùng với đó, xây dựng các phương án để xử lý những tình huống khi dịch bệnh và thiên tai có thể xảy ra. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã và đang triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo tính lan tỏa, được đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tham gia. Sau gần 2 tháng khởi công, đến nay ngôi nhà mái ấm tình thương của gia đình bà Dương Thị La, thôn Mạ 1, xã Yên Sơn đã chuẩn bị hoàn thiện. Ngôi nhà có tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng cùng trên 60 ngày công lao động của các hội viên phụ nữ, lực lượng dân quân, công an, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Giờ thì cũng mưa tôi không lo và nắng tôi cũng không sợ nữa, để có căn nhà ổn định. Tôi cũng cảm ơn các ban ngành cấp trên, cũng mong muốn các chị em cán bộ trong huyện hội phụ nữ càng quan tâm đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn tôi nhiều hơn. Với cái vai trò trách nhiệm của Đảng ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo trong suốt quá trình thi công công trình đấy, và cũng tăng cường lực lượng như là dân quân, lực lượng công an của xã đến để thực hiện lao động làm công tác dân vận, giúp đỡ gia đình để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cái công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ ít ngày nữa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp Nguyễn Viết Xuân có tổng chiều dài 1.400m sẽ được hoàn thành với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, trong đó 50% từ nguồn xã hội hóa. Đây không chỉ là công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ huyện mà còn phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân nơi đây. Làm cái tuyến đường hoa đường điện này thì nhiều lúc đối bản thân tôi và nhiều người dân khác gần như là nằm trong mơ, là vì cả một cái quá trình nó tương đối là lâu rồi. Đấy, bà con cũng đã rất là gian khổ với lại những cái con đường trước kia về cái khó khăn chung của xã hội. Đến giờ phút này là phải nói là 100% các hộ dân và bà con nhân dân trong này cũng rất là vui mừng phấn khởi và nhiệt tình hỗ trợ hưởng ứng để xây dựng cái con đường này làm sao cho nó thành một con đường mẫu của thị trấn. Cùng với việc khẩn trương hoàn thành các công trình trọng điểm, thời gian này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Yên đang tiếp tục vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua với phương châm mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc cụ thể để chào mừng Đại hội Phụ nữ huyện sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định vai trò của các cấp hội trong tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong đời sống, lao động sản xuất của hội viên phụ nữ và nhân dân. Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch tuần tra kiểm soát, truy quét và bảo vệ rừng trọng điểm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng trọng điểm từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm Hoàng Liên đã phối hợp với các lực lượng tổ chức rà soát người ra vào cửa rừng tại hai chốt thôn Tả Văn Giấy 2 và Xéo Mỹ Tỷ. Trong vòng một tháng đã kiểm soát được trên 800 lượt người, tuần tra phát hiện lập hồ sơ xử lý 2 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, vận chuyển, tàng trữ vũ khí tự chế thô sơ, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động đến người dân về luật lâm nghiệp. Công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc với trên 120 lượt người tham gia. Công an huyện Văn Bàn vừa tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn. Việc tổ chức tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân phòng chống dịch. Cùng với đó, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân biết và chủ động thực hiện. Vận động người dân không tập trung đông người, phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi đến các khu vực công cộng. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp chống đối, vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Thời tiết nắng nóng, oi bức đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt đối với người cao tuổi, rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, đường hô hấp. Dự báo các đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài, do đó việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và cho người cao tuổi nói riêng cần được quan tâm nhiều hơn. Những ngày nắng nóng vừa qua, tại Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây tăng cao, trong đó đa phần bệnh nhân là người cao tuổi. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 6, số lượng bệnh nhân cao tuổi đã tăng gấp đôi so với những tháng trước đó. Một số bệnh người cao tuổi thường mắc phải là bệnh tim mạch, huyết áp, viêm phổi, đau nhức cơ thể. Đối với người cao tuổi, các chức năng trong cơ thể suy giảm dần theo thời gian, trong đó có hệ miễn dịch nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Nắng nóng là cái tim nó cứ đập rất là nhanh, xong rồi đi thì nó mệt. Còn thì là nói chung là cái bệnh của cô là nó nhiều bệnh lắm, tiểu đường nữa cho nên nó cũng mệt theo. Bắt đầu nắng nóng thì hôm ấy này, bà nhà chị người gai gai chân rét, xong là bà chị chân tay nó lạnh, toát hết mồ hôi. Thế mà gia đình nhà chị đưa bà vào trong viện. Bác sĩ đoán là bà nhà chị là cao huyết áp với tim, không ổn định. Để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng, người cao tuổi cần ăn uống đủ chất, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Lưu ý đối với người cao tuổi có bệnh lý nền thì phải điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và chủ động thăm khám kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Thì đặc biệt là người già thì chúng ta biết là chúng ta phải uống đủ nước, bù đủ nước này, hạn chế ăn mặn, ăn tăng cường rau xanh, hạn chế đồ mỡ động vật. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta mặc dù là cao tuổi nhưng chúng ta vẫn có cái chế độ tập luyện thể dục phù hợp với lứa tuổi của mình. Thời tiết nắng nóng, người lớn tuổi cũng không nên ra ngoài quá lâu, đặc biệt là những người mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, nhà ở cần phải thoáng mát, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để tạo môi trường sống sạch sẽ cho người lớn tuổi, tránh tình trạng bức bối do nhiệt độ tăng cao,
với những khuyến cáo của ngành chuyên môn và sự chủ động trong thời tiết nắng nóng sẽ giúp cho người lớn tuổi sống vui, sống khỏe hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.